Rồi, xin chào các bạn, hôm nay là kênh sâu tơ của mình tiếp tục làm video mới nha, về phần game là Tom Hero nha các bạn. Ok, phần này thì mình sẽ giải cứu một con mèo nha, một con mèo khác nha. Đó, mới vừa là mình phá mấy cái tòa nhà của cái con này đi, cái con mà nhốt giữ con mèo nha. Đó, mình sử dụng là ba cái con mình đã thu phục được. Bây giờ là mình đi, mình sẽ đuổi theo. Đó, mình sẽ đuổi theo cái con đã nhốt con mèo kia và mình đi giải cứu nha. Đó, các bạn mới vô, các bạn đi lấy vàng và các bạn ném mấy cái kiểu như mấy cái vật cản nó thả ra nghe. Mình thấy cái mấy vật cản càng ngày nó càng khó và hấp dẫn nha các bạn. Ok, mình sẽ luyện qua coi mình có chơi được khi tới được cái ải nào nghe các bạn. Đó, mới vừa mình thấy hơi khó rồi đó. Rồi, tiếp tục nghe, mình đợi cho ông thả một cái luồng ánh sáng ra và mình sẽ nhảy lên mấy cái vật cản và bay lên trên chiếc phi thuyền này nghe. Sau đó mình sẽ đấm vô hai cái động cơ nó. Đó, mình sẽ phá hủy nó cho mình thời gian là mấy giây đó, mình sẽ đấm. Ok, là mình đấm được bột mới rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nghe. Ok, mình sẽ né hết, nhảy lên. Nhảy lên luôn, đó, lẹn qua, lẹn lại. Ok. Rồi, nhảy qua luôn. Tiếp tục, nhảy lên. Đó. Rồi xong xuôi nó sẽ tiếp tục là nó sẽ thả ra cái lượng ánh sáng và vật cản nó mình nhảy lên, nó mình phá tiếp động cơ nghe. Kiểu như mình vượt qua một ải là nó cho mình một thời gian nhất định đó, mình đấm vô cái động cơ nó. Rồi một cái động cơ đã hư, tiếp tục tiếp theo. Rồi đấm, mình đấm nhiêu đó là hết thời gian nghe, tiếp tục đi tiếp. Rồi nhảy lên. Đó, mình thấy là về sau nó hơi khó nghe, nó vàng nó làm cho mình khó chịu nghe, không có thấy đường nghe các bạn. Nhảy lên. Rồi ok, tiếp tục. Đó, mình nghĩ là nó đã thả ra một luồng ánh sáng màu vàng nghe, sau đó mình sẽ chạy lên nha các bạn. Rồi mình sẽ đấm tiếp cái động cơ bên kia. Bùm 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 bùm. Không được, à, nổ cái động cơ rồi, tiếp tục mình sẽ đấm vô mặt nó. Đó, tiếp tục mình đi tiếp nghe. Nhảy lên nè, lướt qua nè, nhảy lướt qua nè, nhảy lên nè, nhảy lên nè, nhảy lên, nhảy lên. Rồi ok, đó, mình đã qua xong cái ải của nó, tiếp tục cho mình thời gian mới bay lên mình đấm tiếp nghe. Chiếc này mình sẽ đấm cho vỡ mồm luôn nha các bạn. Đó, mình sẽ đấm tiếp. Đấm mày. Ý. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ lên, mình sẽ gỡ cái chuồng ra. Đó, tiếp tục mình đi một ải tiếp theo nữa là xong. Rồi ok, mình đã ủi vô cái chướng ngại vật đó nghe. Tiếp tục mình lại mua thêm một mạng nữa mình chơi nha các bạn. Khi nào chết là mỗi lần chết là mình sẽ mua mạng mình chơi nghe. Nãy rồi. Rồi không được, chiếc tàu lửa này mình ấy, tiếp tục mình mua mạng nghe. Bây giờ là mình thoát ra lại xong mình vô mình coi thử là nó có hồi sinh lại như cũ không. Rồi không như hồi sinh lại nghe. Nó vẫn hư hai động cơ nha các bạn. Đó, tiếp tục là mình sẽ luyện qua luyện lại và mình sẽ đi giải cứu tiếp. Đó, nó thả mấy vật chuyển ra khó nghe. Rồi ok, mình sẽ bay lên mình giải cứu tiếp nghe các bạn. Đó các bạn, nếu mà các bạn thấy hay, hấp dẫn, vui nhộn thì các bạn đừng quên ấn kênh của mình nha. Đó, ấn subscribe, like, share kênh Shouter của mình nha. Thank you các bạn nhiều. Ơi, còn một chí nữa. Còn một giây nữa là xong, nhưng mà không, mình không kịp thời gian nha. Tiếp tục mình lại chơi tiếp. Nhảy lên. Ủi nó. Né qua, né lại. Đó, các bạn cứ chơi vậy đi. Rồi ok, lần này mình sẽ giải cứu xong, chắc chắn mình sẽ giải cứu được cái con mèo sọc đỏ kia nghe các bạn. Đó, mình bây giờ mình bay lên rồi, mình tháo cái lồng ra rồi. Mày chạy đâu? Ok, dỡ lên. Siêu nhân mà không dỡ được cái đó nữa là xong luôn nha các bạn. Rồi mình tới tặng một cái quén trượt cho bạn mèo vàng này. Đó, bạn mèo vàng này là rất là ngầu nghe. Bây giờ mình sẽ sử dụng bạn mèo vàng này đi lấy vàng. Và tiếp tục là sẽ giải cứu tiếp một con nghe các bạn, con mèo khác nghe. Đó, nó đang nhốt một con mèo, con chó, con mèo gì đó. Ok, tôi mới vô là bạn ấy chạy rất là đỉnh nha các bạn. Nhân hai vàng nha.
tiếp tục nghe lấy vàng tiếp. Hình như còn hai ải nữa là sẽ giải cứu hết toàn bộ cái nhân vật trong cái game này nha. Ok, mình đã được bao nha các bạn. Đó, mình ủi vô cái cửa đó và quật ngã hai thằng, nó sẽ được bao nha. Lấy cái đồ hút vàng mà chắc ăn nhất. Bao tiếp. Nhảy xuống, đó, cứ nhảy xuống ấy lên nha các bạn. Rồi ok, vô trong cái này nha. Đó, vô trong này mình thấy là hơi khó nha. Nhảy lên cái ải này nha. Đó, mình thấy là hơi khó, hấp dẫn nha. Rồi, mình đã qua được cái ải này nha các bạn. Tiếp tục bây giờ mình bay xuống ra được ngoài đường phố lại. Dậm xuống nè. Ok, tiếp tục mình đi lấy vàng nha. Ủi nó ba cái nha các bạn. Đó, cái con này nó rất là trâu. Ủi ba cái nó sẽ phá hủy mấy cái gì của mình, mấy cái vật cản của mình nha. Nhảy lên nè, dậm xuống cái nè, được bô nha các bạn. Đó, lấy vàng nhiều vô để có tiền mua đồ nha các bạn. Tiếp tục này, ủi nó nè các bạn này. Ủi này, nhảy lên này. Đó, ủi nó nè, nhảy lên nè. Bay lên này, dậm xuống này. Quá đẹp nha các bạn, cảnh này là quay chậm là quá đẹp. Tiếp theo nha. Đó, mình sẽ múa. Ok, mình đã đụng một chút kỹ thuật nha. Một sao kỹ thuật mình đã đụng và được mấy cái sao hiện lên đầu nha các bạn. Đạn nè. Đó, dòng bay xe cộ đã hơi nhiều nha. Đó, đi hơi cẩn thận nha các bạn. Mình không có vô cái thành phố mới đâu. Thành phố mới cũng là khó nha các bạn. Ủi nè. Rồi, ok, mình sẽ tiếp tục đi nha. Mình nhảy lên mấy vật cản nha các bạn. Ủi nè. Mấy cái vàng kia mình thấy tưởng đâu là cái đồ đựng vàng đó, mình tính ủi vô mình lấy, ai ngờ đó là quạt kén nha. Một cái nè, hai cái nè, bay hết nè, bao nè. Ủi nè. Cuối nè. Ủi nè. Nhảy luôn. Ủi nè. Đó, mình bay lên mình mắc cái khiên nha các bạn. Dậm nè, rồi được cái bô gì đó. Ủi nè, tiếp tục nè, pha này là pha đẹp nè. Đấm xuống nè, đó, đấm xuống rồi nó sẽ dâng lên nha các bạn. Ok, tiếp tục nha. Mình chơi khi nào mà cảm thấy ngán thì thôi nha các bạn. Đó, mình vô mình lấy vàng. Vô đây mới khó nha các bạn. Đó, lẹn qua lẹn lại nè, khó nè. Vô đây khả năng mình chết chắc là cao nha. Rồi, em làm cái đỏ đỏ đó mình nhìn không thấy đó, nên mình sụp xuống hố liền nha. Nhưng mà hôm sau mình mua tiếp một bạn mình chơi tiếp nha các bạn. Mấy cái đỏ đỏ đó mình tưởng nó là cái tấm thảm nên mình sẽ chạy vô nha. Nhưng mà hôm sau mình đã giúp được kinh nghiệm các bạn. Rồi, mình đã bay xuống lại thành phố nha. Ủi nè, nhảy nè. Mày bự. Ok, lấy được cái ghế rồi, bây giờ mình móc cái chén trượt dao mình xin nước tốc thành. Đó, 100 dặm một trên 1 giờ nghe. Đó, được bam gì đó, bam bô đồ đầy đủ nha các bạn. Rồi ok, chỗ đây không có gắn cái mặt cản vô, nào quỷ sứ gắn mặt cản nha. Ok, giờ tiếp tục mình sẽ mua vàng thêm. Mua thêm mạng và chơi tiếp. Mày, ủi dám gắn mặt cản. Gắn tàu. Rồi tiếp tục nha. Bay lên trời luôn. Rồi lại cái dòng quỷ sứ này. Ok, lắc qua. Rồi mình chơi được tới đâu chơi nghe. Ủi vô. Rồi lại lọt xuống hố. Tiếp tục mua mạng tiếp. Chơi khi nào nó qua là thôi. Đó, còn được. Cái này là mình hơi có lỗi nha. Hơi bị lỗi nha.
mua mạng tiếp nha. Mình có thể mình chơi mua mạng tiếp, mình chơi hoài với Quỳnh được nha các bạn, do mình tiền mình nhiều đó, tiền mình nhiều mình mua quà, mình mua đồ mình chơi được. Rồi may quá mình đã trở lại thành phố nghe đó, vô trong cái ải này luôn. Ủa cái ải này không có gì hết ta. Rồi mình lại lên mấy con dòng này, mấy dòng này mình thấy hơi sợ sợ nghe đó, nó vàng nó rất là khó nghe. Tiếp tục nè, mình đi lượn qua đường lại đi qua, rồi đi qua được khúc nào hay khúc đó nghe các bạn. Đó nó rất là khó nghe, nó nhanh và nó khó. Rồi xong em, chỉ cần mình bay sai lầm một cái là mình đã bị mất mạng nghe. Tiếp tục mình mua mạng mình chơi tiếp, chơi khi nào qua là thôi. Ok, đó mình nhảy qua rồi xong. Rồi bây giờ mình dừng game tại đây nghe. Do game mà mình chơi rồi chém với mình game tại đây. Bạn nhớ ủng hộ subscribe kênh sau tôi của mình nha. Thank you bạn nhiều, thank you very much.